anh đã tốt nghiệp khóa học lập trình bàn điều khiển ánh sáng MA. Anh có thể cho em biết là anh cảm thấy như thế nào về giáo viên cơ sở vật chất tại Đồng Hà thành phố không ạ? Chào bạn và xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyễn Tử Hành. Mình là học viên khóa MA tham cốt của trung tâm Đồng Hà Thành Yến. Thì theo như cảm nhận của mình thì đây là một trong những trung tâm đầu tiên ở Việt Nam có đầy đủ tất cả các thiết bị, có cả những giảng viên rất là chuyên nghiệp làm ở những cái show rất là lớn, chính thức cầm tay chỉ việc, học những cái kỹ năng mà hầu như là không có ai có thể học được ở bất kỳ sự kiện nào.